Hitech 4 x 3500 HD. Những cái con hàng demo bên Mỹ trở về. Con này mới cho đến bây giờ là mới cắm điện, mới ngửi điện 110 mấy giờ thôi. Con này là con Khang Minh cầm biến về thì nó chạy khoảng tầm 73 giờ. Và một con 48 giờ. Thì con 48 giờ thì Khang Minh setup và cắm điện một số ngày. Thì vừa rồi bác Thận lấy rồi và kế tiếp con này. Con này bác Thận lấy tiếp. Bây giờ Khang Minh sẽ sổ cái số giờ ra để bác Thận cũng như là mọi người cùng xem. Đấy. Vào cái chương trình số 4 này. Monitor Melu này. Số 6. Đây, tham đây. Đấy, 118,7 giờ. Đi lông mặt này. Mọi người thấy không? Mới cứng, gọi là mới ngửi điện thôi. Và những cái sản phẩm cao cấp, cực kỳ cao cấp kế tiếp lại trao trả bác Thận trong Đồng Nai. Một cái tên rất là quen thuộc trên những cái video gần đây trên kênh Khang Minh. Bác Thận mua sắm vừa rồi là một con Crown Hitech 4x3500 HD này, đánh cho 825 STX này, 818S này, STX 85M này. Rồi thì cặp AM 5215/95 mà bác Thận lấy đầu tiên trên Khang Minh. Và kế tiếp liên tục những cái sản phẩm pro cao cấp của cái CG STX 800. Và một con đã lên đường và ngày hôm nay tiếp tục bác lấy thêm một con nữa. Những cái hàng demo bên Mỹ trở về, Khang Minh về Airbnb Mỹ. Và cái tình trạng và cái độ mới và cái độ mới ngửi điện thôi. Toàn bộ từ loa cho tới đẩy cho tới mixer ngày hôm nay bác lấy thêm nữa. Đi là còn CMS 600 mới cứng đập hồ 100%. Dép Mali xịn sò bảo hành chính hãng toàn cầu 1 năm. Những cái con mixer Inacorp mà Khang Minh cung cấp bao nhiêu năm nay rồi. Và bây giờ chúng ta xem những cái chương trình mà Khang Minh đã set up, đã lôi về những cái con men này. Đồng bộ CG STX 800. Tất cả những cái chương trình, những cái model nằm trong CG này. Đó. Từ full cho tới sub và đánh đồng bộ tất cả. Tiếp tục lại trao trả bác Thận Đồng Nai. Thực sự là tuyệt vời. Tính cho đến thời điểm ngày hôm nay, bác Thận mua sắm trên Khang Minh chắc là rơi vào khoảng tầm 600-700 triệu rồi. Quá kinh khủng luôn. Bác Thận với nhu cầu chơi sưu tầm và chơi đam mê và chơi những cái pro sân vườn, có thể mang cả ban nhạc về nhà mình để chơi. Rồi, qua video hình ảnh thì Khang Minh không biết nói gì hơn. Cảm ơn bác rất nhiều đã tin tưởng ủng hộ Khang Minh liên tục trong những cái ngày gần đây nhất. Trên dưới một tháng, bác mua sắm 600-700 triệu tiền hàng. Không cần phải xem Khang Minh một cái chi tiết nào cho tới ngoại thất hoặc là nội thất. Tất cả những cái sản phẩm mà bác Thận mua sắm cho đến ngày hôm nay, bác xem trên Khang Minh, bác nhìn nhận và không một cái loa nào, không một cái men nào phải động đến một con ốc nào cả. Đó là sự tin tưởng, là sự nhìn nhận. Mà Khang Minh vẫn nói uy tín là do người bán và tin tưởng là do khách hàng nhìn nhận. Mới cứng, mới ngửi điện thôi. Crown Hitech 4x3500 HD. Đồng bộ tất cả những cái chương trình của những cái model GB đời cao. Và những cái phần về kỹ thuật Khang Minh hỗ trợ khách hàng để sử dụng nó, vận hành nó tối ưu nhất. Đây là phía sau. Hai quạt cảm biến đang hoạt động hai bên. Đấy. Bếp thì cao ngất rồi. Đây này. Khang Minh sẽ đưa gần vào và cái quạt nó thổi vào cái điện thoại nó hơi ù một chút, mọi người thông cảm nhá. Đây. Không có lưới led. Có lẽ là Khang Minh sẽ tắt cái con đẩy để nó đỡ ồn. Người xem nó không bị ảnh hưởng cái điều kiện âm thanh. Đây. Đấy, đếp này. 2020 này, 13 tháng 8. Nó ngược sáng nhỉ. Nó ngược sáng nhá. Khang Minh sẽ zoom lại và đấy. Mã vạch CG này. 13 tháng 8 2020. Cái con hôm trước thì là ngày bao nhiêu Khang Minh không nhớ. Mọi người xem video trên kênh nhá. Tất cả những cái chân này. Rồi thì input analog và output này. Mới cứng cựa rồi. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Mixer.
CMS 600. Tha hồ các bác quý anh em sử dụng chơi gia đình và chơi bờ đồ rồi. Còn anh em làm sâu sự kiện thì người ta sẽ mua những cái con CMS 1000 trở lên cho tới 1600 hoặc là 2002. Nói chung là một ban nhạc vừa và nhỏ và những cây mic. Con này tha hồ đường nai để sử dụng, 6 đường nai và 2 đường nai nhạc. Đấy. Jack Mali xin sò mới cứng 100% nhập khẩu về. Rồi, bây giờ chúng ta lick nhạc lên. Nghe nó gõ một chút trước khi lên đường. Khang Minh cắm vào cặp SB212 chữ A. Rao Hightech 4x3500 HD. 100 mấy chục triệu. Chứ không giống những cái hàng mấy chục triệu một con đâu nhá. Các bác quý anh em nắm được. 100 mấy chục triệu một con. Con này Khang Minh về thì như ban nãy Khang Minh nói, cái đợt mà Khang Minh cập bến về thì nó rơi vào khoảng tầm 73-74 giờ ấy, và một con 48 giờ. Thì một số ngày Khang Minh set up và lạp chương trình và cắm điện thì nó bây giờ nó lên 118 giờ. Đấy, CG mã vạch cụ thể từng con. Đây là những cái vết mồ hôi này, tem mác này. Đấy, nó bóng cái ánh điện nó nhìn nó rất là khó. Đây, mọi người thấy chưa, mới cứng luôn. Bác sẽ đánh tất cả là STX thì bác lấy của Khang Minh là 3 cặp loa tất cả, cặp SUP 818S này, cặp STX 825 này, cặp STX 815M này, toàn bộ mới cứng full shop 100%. Và hai con men mới cắm điện trên dưới 100 giờ thôi. Quá kinh khủng luôn. Và Khang Minh tư vấn bác xài con mixer này, vận hành dễ dàng, ai cũng có thể làm chủ được nó. Và sao tiếng thì hay tuyệt vời rồi. Đi làm cỏ, Jack Mali. Cặp AM nữa, AM5215/95 nữa, cũng full shop mới cứng 100%. Có lẽ là sau nay mai các bác sẽ lấy thêm một cặp súp nữa. Bởi vì cái combo đó thì bác đang thiếu súp. Cái full nó bác tới 1, 2, 3 cặp full. Và súp thì bác mới có một cặp súp thôi. Và hai con men thì bác đánh được 8 cái loa, tương đương với lại 4 cái súp và 4 cái full. Tất cả là mỗi con men là 4 kênh, hai con men là 8 kênh, mỗi kênh một cái loa. Đó. Đây là Khang Minh đang để cái body set của STX812M. Tất cả những cái body set này sổ ra này. Toàn bộ 50 chương trình body set của STX800. Cái Khang Minh đang bật cho nên là chúng ta không nhìn thấy cái ly lông mặt nhá. Tắt đi là nó tối, nhìn thấy cái ly lông mặt vẫn còn nguyên vẹn, mới cứng, chưa hề bóc ra luôn. Đây. Đấy. Từ số 1 cho tới preset 50. Toàn bộ CG STX800. Và tất cả những cái model đời cao, các bác quý anh em cần hỗ trợ về kỹ thuật, Khang Minh update nó về máy, đọc việc lôi ra và sử dụng thôi, đánh đồng bộ theo nhà hãng, đúng sao tiếng, đúng chương trình. Và khi con men này nó hoạt động, nó đánh âm thanh thì nó hay hơn rất nhiều so với mặc định. Nó hay hơn khoảng Khang Minh mô tả có một cái video Khang Minh đánh cái cặp STX815M ngoài trời, nó đánh tức là đưa âm thanh vào nó hay một trời một vực luôn. Cái sự khác biệt, sự thay đổi, có thể chúng ta đang nghe 3-4 phần, đưa con này vào phát, gọi chương trình, đúng chương trình ra phát, nó kêu lên 10 phần luôn. Đấy, body set này, 50 body set tất cả. Và tất cả những cái body set của STX800 thì nó tới đây, 39. Từ số 1 cho tới 39. Đấy. Đây là 835 và kết hợp với súp kép STX828S này. Đây là 825 này. Đấy, 825 và STX828S này. Chúng ta đánh cái combo nào thì gọi nó ra thôi. Enter nó ra, phát nó ra. Đây, ví dụ Khang Minh đang đánh cặp 812M. Bây
bây giờ mình chuyển sang gọi cái cặp 815M ra này. Đây, preset số 8 là cặp full, cặp 4 tốc FTX815M này. Enter. Đó, nó ra rồi đấy. Đây, FTX815M. Mọi người đang nghe vừa lấy là 812, chuyển sang 815, mọi người thấy cái sự khác một chút về âm thanh không? Nó khác một chút đấy. Vừa không? Đó, đúng khuôn vừa rồi. Không, cái này ập cái này xốp vào. Có bác cứ thông cảm, hôm nay uống rượu đúng lần, một uống rượu. Đó. Nó vừa in thì sao nó không sạch ở trong nữa. Đó, nó có quăng rồi. Nó cũng không làm sao được.